Ôi bà, giờ bà không dám mở cửa nữa. Vậy là giờ nó cởi áo bà ra Nó cởi xoa áo đầu. xúc dầu rồi cái nó lục nè, trong túi áo lục khó thì đều dở nắp quan tài. Rõ là nắp ra quan tài nó xem luôn, Nó dòm vậy đó. nó dòm nó tìm À, tiền nó đấy. dòm trong cái lỗ á. Rồi cái mùng này nó dắt bà chưa dắt nữa. Là lúc đấy bà Xúc bệnh dầu. hay là lúc đấy bà còn đi được? Bà còn đi được. Nó mới bệnh Nhưng nó xúc lục xúc. bà sao bà không nói nó? Thì bà đâu có biết đâu. Cái xúc dầu mình nằm nó im ra mà. Nó vào nó tự lục. Nó tự lục nó xúc dầu, chắc nó xúc thuốc mê mình cái gì á. Sao là bà ngủ luôn à? Lúc đó bà ngủ rồi sáng mới mở cửa. Sáng mở 6 cửa. giờ. 6 giờ sáng mở cửa. Vậy là nó anh thuốc mê rồi, có nghĩa là tối, nó vào tối à? Không, sáng, 6 Sáng. giờ sáng. 6 giờ Nó sáng. nó xong bệnh nó ở Sài Gòn xuống Hey, xin chào quý vị cũng như tất cả các bạn nha. Hôm nay mình lại đang có mặt tại Tiền Giang. Thăm bà hả? Mình ghé thăm bà cụ mà mua chiếc quan tài ở trong nhà đấy các bạn. Bà sống trong cái căn nhà giống như cái nhà hoang này các bạn. Thì hôm nay mình xuống đây để thăm lại bà một lần nữa. Tại cứ có người giúp là mình lại xuống thăm bà, bởi vì thấy bà sống một mình nó hơi tội các bạn. Một mình neo đơn mà lại sống tá túc trong cái căn nhà bỏ hoang này, nên là mình mới thường xuyên xuống thăm bà. Cứ có dịp là mình lại xuống mình thăm bà, và là cứ có ai giúp là mình lại xuống đó. Chào chị. Nhà này mình đang làm gì đấy cơ? Chăm sóc bà già. Chăm sóc bà già. Bà bệnh nhỉ? Bà ơi, bà sao vậy? Bà đang ăn bánh mì. Bà mệt à bà? Bà nhớ con không? Dạ. Dạ. Bà đang truyền dịch cái gì á? Dạ. Đi hai lần luôn à bà? Dạ. Ồ. Dạ dạ được rồi, bà cứ nằm đi. Bắt cái quạt nào. Dạ dạ. Nói cậu thương bà bụng quá rồi. Dạ. Thế này cứ có dịp là con lại xuống con thăm bà nè. Giờ đi cái lưng nó cung cung nè. Dạ. Có dịp xuống thăm bà ba nha. Dạ dạ. Dạ. Cái cậu nó kêu bà ba. Kêu bà ba hả? Mà biết cậu nữa. Dạ. Cậu tiếng này tiếng cho bà ba. Tôi nói có. Cửa lại đi. Rồi nó đi. Dạ dạ được rồi, con ngồi con thăm bà, nói chuyện với bà. Qua bà tại quán mà cái lưng giờ đi khung nó đau. Bà mệt lắm hả? Dạ. Mệt lắm. Giờ không khỏe. Dạ. Cậu lại tháng 3. Đúng không ta? Đúng tháng 3 không ta? Tháng 3 tới nay đó. Cà phê rồi bà cũng còn. Tại con cứ đi ngang qua là con lại ghé con thăm bà. Dạ, hôm nay cậu không đi hả? Dạ. Hôm nay đi mà con không đi đường này bà. Không? Dạ. Bà bị lâu chưa? Bà nay cũng lâu rồi, cũng 1 tháng. Tháng rồi cơ. Bệnh này vô cái nước này nè. Dạ dạ. Không được, đi tàu không được. Dạ. Mà nó nhức. Dạ. Nhức mỏi lắm à bà? Nó nhức, nó đau cái lưng chứ, không phải nhức mỏi, nhức đau lưng. Rồi cái cậu nói vậy đó. Dạ, nói sao bà? Tôi nói cậu nói cho bà chủ tôi nói có chứ không có. Con chả nhớ là tối bữa nay con cho bà bao nhiêu con nó không nhớ. Không biết cậu nghe sao con nói tiếng nó cho bà 30. Tôi nói là cậu cho con vàng vàng ngàn ngàn tôi biết vậy đó. Tức là có tiền để cho bà mua thuốc mua men. Hôm nay ghé bà ba mừng nha con. Dạ. Ổng kêu vậy đó. Dạ. Cậu biết là người đó. Người nào bà? Cái người mà nói cho cậu đó. Của anh là chưa cậu tiếng đó. Con không biết con nó đi Lập Ninh phát hiện người ta mai mốt xuống bà nói gì mà không có cái chỗ nào mà bà phải không bà sống nó gì còn nhà sắm hai dĩ vàng để đi bệnh viện Từ Dũ. Dạ đây nè bà bỏ túi nè nó xuống thăm bệnh nó ở Sài Gòn cũng ở Sài Gòn nó biết tiếng nó thương bà lắm nói vậy
vô mà hai túi áo lấy trơn cậu. Ồ. Vô mà lấy hết sang cởi áo bà ba ra sức dầu đặng cho bà đừng chạy theo đó. Sao nó lấy tiền của bà hả? Lấy tiền. Tối trước con dặn bà rồi sao chứ? Chỉ vàng, bà ngồi để đi rồi vũ. Nó lấy hết hai chỉ vàng của bà hả? Hai chỉ vàng với tiền để đây nè, gương hết trơn. Ô cha, lâu chưa bà? Rồi lâu rồi, nay cũng cỡ tháng rưỡi vậy. Ô cha mẹ. Rồi đọc ở con bà. Gái đúng không? Không, bà này 60 tuổi. Con gái còn 50-60 tuổi. Ừ. Trời ơi, nó bị nhiều lắm bà ơi, nhiều người nó tuổi. Bị, nhiều người bị lắm. Rồi cái lọc đó bằng thật, lọc thật. Bây giờ em lấy em anh đi. Trời ơi. Vậy là mất 2 chỉ vàng. 2 chỉ vàng thiệt đó. Mấy cả tiền nữa. Bạc 2 răng đương đó. Tháng 4 hả? Là người đàn bà bự con đúng không ạ? Bự con. Lóc quan. Rồi. Con này hình như là nó chuyên gia đi lấy tiền của mấy bà cụ. Bởi vì gặp nhiều người lấy lắm rồi bà. Nói tiếng thương bà lắm, nói vậy đó. Dạ. Tiếng thương bà lắm, nói vậy nữa. Ủa, cái bà này. Nó giả danh là anh em của bạn bè của con. Rồi nó vào là nó lừa mấy bà cụ. Thì nó cho ông kêu ông cũng nói nè, ông nói đâu cho tôi ba chữ tôi nói có. Cũng cho tôi cũng biên chép vừa vậy đó. Trời ơi. Tới còn cho tôi phần quà. Nó đi một mình à bà? Nó đi con mình à. Chà, bà có báo công an gì không? Không, báo công an gì nói thăm bệnh, bà mở cửa nó vô. Trời ơi, vậy là nó vào nó lừa đảo rồi. Nó vô. Còn cái cậu nói mới, cậu mới nói hai bữa là bà bị vô đó. Mới nói hai bữa? Là bị nó lấy hết luôn. Lấy hết luôn. Để đi từ vũ mà vàng, cậu biết nó gọn hơn. Dạ. Chứ mình đi tiền bự lên nó mất túi. Cha mẹ ơi. Luôn. Cái bà này á là bị lấy mấy người già rồi cứ đi theo á. Nếu mà nó biết, ví dụ con quay lên là nó biết là bà ở đâu, ở chỗ nào là nó biết tên bà rồi bắt biết cả con luôn. Là bắt đầu nó đi theo, nó cứ bảo là nó là quen con rồi bạn con hay anh chị em của con. Cái cậu kiểu... cũng hỏi cỏ cây ở đường nào tôi chỉ vậy đó. Bả vô ngay chốc. Cha mẹ ơi. Vậy thì cậu biết nên không dám đưa địa chỉ cho các công cụ là vậy đó. Dạ. Là nó cứ rình mấy bà cụ. Thương tôi mang ơn nha. Bà già bà bệnh gì lắm, giờ ngán thương. Trời ơi, thế bà có ít tiền để dành mà nó vào nó lấy sạch vậy. Lấy sạch luôn. Đúng là thất đức. Để đi từ vũ như đâu hay như không mà có tiền đâu. Dạ. Tại bây giờ nó cứ đi theo mấy cái bà cụ đi theo, nó vào nó rình ăn trộm á. Nó rủ nó lấy, nó cứ bảo là anh em bạn bè rồi nó lấy. Hôm nay cậu mới đi đường này hả? Dạ, hôm nay con mới đi này, con sao ghé thăm bà này. Cà phê, đồ bánh rồi cũng còn, tôi nhớ cậu hả? Dạ. Nghĩ con vui vẻ nè. Dạ. Trời ơi, nó thất đức, nhưng thất nhân thất đức gì đâu á. Bà, con. Cậu nói giờ bà cái lưng bà nằm nó chở hả? Dạ. Thì tiểu nhanh này nè, bà sách, bà ấy ra nó vuột. Dạ. Rồi sáng mới đi bệnh viện, nữa viện này, đi taxi trần ai cậu biết sao? Ngồi cái lưng nó đau. Dạ, vậy là nó vào nó lấy tiền của bà được một tháng này hả? Lấy nay cũng tháng rưỡi rồi đó. Con đi, con dặn các ông bà cụ là bảo là có ai vào mà hỏi là quen biết là đừng có tin. Ôi bà, giờ bà không dám mở cửa nữa. Vậy là giờ nó cởi áo bà ra. Nó cởi áo sức dầu. Rồi cái nó lục nè, trong túi áo đục phá thì đều dở nắp quan tài. Rõ là nắp quan tài nó xem luôn. Nó dòm vậy đó. Nó dòm nó tìm tiền nó dòm trong cái lỗ á. Rồi cái mùng này nó dắt bà chưa dắt nữa. Dạ. Là lúc đấy bà bệnh hay là lúc đấy bà còn đi được? Bà còn đi được. Nó mới bệnh. Nhưng nó lục bà sao bà không nói nó? Thì bà đâu có biết đâu. Nó sức dầu mình nằm nó im ghê mà. Nó vào nó tự lục. Nó tự lục nó sức dầu chắc nó sức thuốc mê mình nó gì á. Sao là bà ngủ luôn à? Lúc đó bà ngủ rồi sáng mới mở cửa. Sáng mở cửa. 6 giờ sáng mở cửa. Vậy là nó ăn thuốc mê rồi, có nghĩa là tối, nó vào tối à? Không, sáng. 6 giờ sáng. 6 giờ nó, nó thăm bệnh nó ở Sài Gòn xuống nó biết cả tiếng, nó tiếng thương bà lắm. Cái cụ Mai hổm ra tụi con nói cậu, nó không biết cậu, nó nói cậu không. Bà này đúng là chuyên gia là đi ăn cướp. Rồi quá rồi, bà uống tóc quăng con. Cái bà này là cứ đi theo làm nhiều, nó lấy nhiều tiền của nhiều người lắm rồi. Bắt quả cho cậu bà ấy thôi. Bắt được là cho nó. Bởi vì cái người cũng cũng là bảnh chảnh, người bự người đó. Đúng rồi, người bự con mà tầm 50-60 tuổi là bởi vì theo các ông cụ mà nói là những cái người mà bị mất tiền nó toàn có những cái người bà đó đó. Này ha, nó quá trời đi. Trời ơi, tôi xanh mặt rồi cậu, nó lại để đi từ vũ mà chơi làm vậy thôi. Nó lấy mất cái là giờ bà nằm bệnh chỗ không có tiền luôn. Nhỏ này cháu cái cậu gì nữa, dạ. Đi nhà thương phụ á. Dạ. Trời
rồi nó ẩm nó sách nách mình lên cái thằng kia kìa. Dạ. Sách nách lên cái lưng bà muốn chết luôn con. Dạ, đau quá bà. Nó đau. Đau dạ. Cái xương sống phụ nó sách vậy, đau lắm đó. Có tí tiền để dành cuối cùng. Bà để đâu mà nó lấy được hay vậy? Đây nè, bà bỏ mấy túi áo nè, đo cái áo sọc đen nè, còn thấy không? Thấy con. Dạ dạ. Áo sọc đen nè. Dạ dạ. Đó, cái áo dằn sọc á. Dạ. Bà để trong đó mà mòn lấy hết trơn. Nó mòn nó lấy không còn đồng nào luôn. Lấy không còn bạc. Lập bằng Phật nó còn lấy mà. Dạ. Tất nhiên tất đức. Rồi 1 triệu bạc là lãnh 2 tháng lương ta cho mượn tháng. Dạ. Nhét đây nè, cũng dạ. Lấy luôn. Vậy là nó vào mà nó bà nhưng nói ai nói hả, mình có tiền giữ nó, có tiền đâu giữ. Còn cho thì bà ba để đi thuốc men. Trời cũng nói giùm bà ba nha. Bởi vì nó đi theo con, nó lấy của mấy người rồi. Vậy không? Dạ. Thôi vậy chết rồi. Nó cứ đi theo nó rình rình, ví dụ con cho tiền là con quay lên clip á, con lên video xong bắt đầu là nó xem cái video đó. Xong bắt đầu nó rình mò, nó hỏi địa chỉ. Còn cái cậu kêu không biết cậu nào. Mình nói vậy, tôi nói cậu có cho thiệt là tôi biên biên để ra cho tôi không nói gì. Dạ. Nó cứ rình rình, nó ăn trộm ăn cắp của mấy bà cô. Cậu nói để con đi lọc lên phát tiền người ta nữa. Dạ. Nói bữa nay 2 tháng rồi không phải lo mặt. Dạ dạ. Nó để xin tiền cho bà. Dạ. Nữ không cậu? Dạ. Nữ không? Dạ con không biết á. Không có cậu nữ không? Dạ không ạ. Dạ. Nghiệp cậu quá, nay 3 tháng rồi không. Dạ tại con bảo là nếu mà có thời gian là có hoặc là có ai mà cho tiền bà là con lại ghé con thăm bà. Khỏi gì, nghiệp quá. Vậy là nó lấy của bà là hết 2 chỉ vàng. 2 chỉ vàng với triệu riêng mày, với tiền lọc nữa. Dạ. Con cứ bình bình. Mấy bà cụ có được mấy đồng? Lâu còn lại dư người ta cho bà 500 cũng được, không cần nhiều. Dạ. Thế bà uống thuốc giờ đi nhà thương rồi mấy ngày nay là người đi taxi mà lên ngồi nó dậm lưng nó, bà. Chết. Nó là nó đi bằng ấy à chị bà, nó đi xe máy tới à? Cái bà đó hả? Dạ. Bà đó bà đi bà nói xe lớn ngoài nữa. Xe lớn ngoài đậu. Ý là nó nói là có cả xe ô tô. Nó đi xe lớn ngoài lộ nữa. Đó bà nói thiệt nha con, chứ ngoài phan con xin. Ông ngoài phan cậu xin tiền bà không. Dạ con biết mà, con hiểu mà. Mất thiệt, mất bà buồn, bà giật mình á. Mất bà buồn á. Buồn. Để dành được tí buồn, để đi bệnh viện nữa, cùng nó vào nó rình nó lấy mất. Đi đi bệnh viện nó tờ hiệp cộng tiếng nó cho mình. Nói bà nói vậy á. Khi nào cho con xin bà anh tiểu quản cũng được, không sao nha. Dạ. Ghé thăm bà ba. Chứ bà chắc ngủ quá nha. Rồi. Lâu ghé thăm bà ba nha. Dạ, bà dạ. Chết sống lấy đồng phải. Dạ. Thỉnh thoảng con đi ngang qua là con ghé. Con cũng ghé bà thường xuyên mà đúng không? À. Con ghé bà tính là cả chục lần đấy. Ghé cả chục lần có. Lâu ghé thấy cậu cũng dễ tội nghiệp. Dạ, tại con cũng có dịp là con đi ngang qua là con ghé. Ráng bà lập gia đình này nha cậu. Dạ. Định ở với bà ba nha. Dạ. Bà giờ khổ. Dạ. Giờ cái túi nè thòng xuống hình nó vụ cái ống động gà. Dạ dạ. Bà cứ nằm đi cho nó khỏe bà. Phải đi á. Dạ, bà đang mệt. Tội bà thật sự có mấy đồng để mà đi dành. Lấy mẹ hết trơn. Lấy mất. 2 chỉ vàng là mua 8 triệu bạc hay rồi. Thôi bà đừng buồn á, coi như là nó sẽ lấy của mình thì nó từ nó trả cái kia. Với lọc bàn thờ cũng lấy luôn. Dạ, hôm nay là có cô Đoàn, có chị Đoàn Huỳnh ở bên Mỹ gửi cho bà 2 triệu. Còn mấy cô Ngọc Hương ở Bình Trị Đông A, quận Bình Tân gửi cho bà 1 triệu nữa. Bình Tân ở Sài Gòn. Bình Tân TP.HCM nhá. Dạ. Dạ dạ. Chị Đoàn Huỳnh ở bên Mỹ là gửi cho bà 2 triệu, còn mấy cô Ngọc Hương ở Bình Trị Đông A, quận Bình Tân á là gửi cho bà 1 triệu nữa là 3 triệu. Dạ. Dạ để con gửi cho bà 3 triệu để bà. Ở đây sơ sẩy đang vô lấy hết. Nó cứ đi theo mấy nó cái tưởng tình mình cho cái địa chỉ á, là bắt đầu nó rình bắt đầu là nó đi theo nó lấy của nhiều người lắm rồi. Cháu nó vô nó quơ cái túi áo này bà nhét ra. Có một mình bà ở đây tính để đó mà không biết sao nó lấy hết trơn luôn. Dạ. Đó nó thiệt có người nói. Dạ. Bà quấn tóc quằn cái miệng bà như có xanh chút son nữa. Dạ dạ. Đây con gửi bà 3 triệu ha. Dạ. Dạ. Này của chị Đoàn Huỳnh với cô Ngọc Hương ở Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Ông mang ơn cậu nha. Tiền 3 triệu. Dạ. Cô gì? Cô chị Đoàn Huỳnh ở bên Mỹ. Bà với cô Ngọc Hương.
mang ơn cô Đồng Hình với cô Ngọc Hương á. Dạ. Dạ. Để tí đó con xin cái số điện thoại của bà, bởi vì cái chị Đoàn Huỳnh ấy thì muốn xin cái số điện thoại của bà để thỉnh thoảng có gì biếu cho bà tí chút. Để có bà có tiền ăn uống. Trong giỏ sách. Dạ, để tí con lấy bà. Con thỉnh thoảng mà cứ có việc giúp là con lại ghé thăm bà. Cô à, nói mang ơn cô đầu cô gì con nè. À, chị Đoàn Huỳnh. Chị Đoàn Huỳnh á. Đoàn Huỳnh bà. Dạ. Mang ơn cô. Mấy cô Ngọc Hương. Với cô Ngọc Hương và ba mang ơn. Dạ. Trời ơi, cái tiền con tài con mắc hơn ba. Con mượn tiền ta, nhà 5 triệu mà nó không có đòi, nó đòi vào ba chết giả. Dạ. 10 nhà. Dạ. Tại con ghé bà cũng đến cả chục lần rồi, ta thấy bà ở một mình á, cho nên là cứ có ai cho ai giúp bà là con lại ghé. Dạ. Thấy bà nằm bà bệnh vậy mà cuối cùng nó bảo nó lấy tiền lấy bạc của bà. Mình đâu quá trời. Cái quan tài bà để nó mở cả quan tài nó xem mà bà. Nó vô quan tài nó dò bên trong đây nè, nó dở trong lỏng nè. À, nó rõ cái quan tài ra để nó tìm. Nó dục ấy rồi xuống hết trần. Dạ. Quá trời. Nó dục xuống để nó vô đốt nhang lại Phật nữa. Nó vô đốt nhang luôn hả? Ừ, đốt nhang lại Phật, hồi đó nó chưa xuất dầu à. Bảo nó là nó đốt nhang là trời Phật là đập đầu. Nó nói xuất dầu. Xuất dầu à, bệnh gì xuất dầu, kéo mụn dắt lên. Dạ. Yeah. 6 giờ sáng. Nó sắp kéo là bà nằm ngủ luôn. Đó, mà nói nghe. Vậy là nó bỏ thuốc mê rồi. Cũng thường vào ban nha. Nó quả giờ nó nằm ở chỗ bự quá. Dạ, dạ, dạ. Con người giúp giúp biển. Dạ. Thôi bà đừng buồn, nó coi như mất là coi như là của đi thay người. Nó lấy cái gọi nó lấy tiền của mình, nó coi như là nó lấy cái hạn của mình. Bà nói cậu xin nghỉ cho vợ lấy gáo trần. Trời ơi, tội bà quá. Đó con, tại dạ. Chỗ màn đen. Dạ, dạ, vâng ạ. Thôi hôm nay con tới con thăm bà, rồi con lấy số điện thoại để con cho cái chị Đoàn Hình. Dạ, rồi con cũng xin phép con đi, rồi thỉnh thoảng con có đi ngang qua con lại ghé con thăm bà ha. Dạ. Hôm nay mình ghé thăm bà các bạn. Mình nghe bà nói là bà mới bị mất tiền cũng buồn thật. Bị người ta lợi dụng các bạn. Có một số người cứ ăn mới đi theo những hoàn cảnh khó khăn, những ông bà cụ này để lợi dụng, để lấy tiền của các ông bà cụ. Bà bệnh và đâu có tiền đâu mà cứ rình theo được bao nhiêu là lấy hết của bà. Hôm nay mình thay mặt chị Đoàn Huỳnh cũng như cô Ngọc Hương gửi tới bà thêm ít tiền. Vì mình quay bà cũng khá nhiều rồi, thì cứ có người giúp là mình lại ghé mình thăm. Vì bà ở một mình cũng khá tội các bạn. Bây giờ mình cũng xin dừng với kết thúc video đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái clip sau. Dạ. Bà ở đất đầu mà. Dạ dạ, đây là đất đầu nha người ta. Dạ. Dạ. Tại nó đi theo mấy cái người đi theo bọn con, nó bắt đầu nó rình ăn trộm ăn cắp. Cậu bà chắc bà ngủ sớm quá. Dạ. Biết làm sao. Đáng thương mà nhà nó lưng bây giờ nằm liệt á. Dạ. 5 giờ ngồi vậy. Trời vậy nó tuột ống này ra nè. Dạ. Cô phải đi nhét thì sáng con y tá rồi mới nhét trời ơi, bà đau phải thấy mấy ông trời cậu. Đau thấy mấy ông trời. Đau lắm hả bà? Đau nó nhét cái ống vô, rồi nó nhét không được phải xuống bệnh viện. Dạ. Nó đi mới về nãy để cậu ghé cháu con cô bà. Vậy là mới về đây rồi? Đi mới về nè. Cũng may là con về con tới xế con gặp bà. Ở vậy. Từ nay cậu Tiến từ nghĩ ra cô Mai cũng có lợi. Mai bên đoàn tôi biết là có lợi rồi tôi nói coi cổ coi nè cổ có biết cần có số điện thoại được không trời ơi sao không thấy nó gọi cho con nữa không thấy ha con đi đến đâu là con dặn mấy cái bà cụ á là con bảo là đừng có tin mấy cái người lạ họ vào cứ nói là quen biết nó ghê là họ rình họ có bao nhiêu tiền họ lấy cái bà này uống tóc cao mặt mày tròn trịa sao mà bắt được nó sao bắt được. Vậy là nó vào nó xoa dầu cho bà. Là bà ngủ. Dầu nó dắt ngùng người lên. Là bà ngủ. Dầu nó sức thuốc. Sức thuốc. Rồi bà nằm nó cởi áo mà cho mình nó lấy đồ mình đựng chạy. Lấy đi ra liền cậu mà tôi không biết. Là bà nằm bà ngủ luôn à? Bà nằm luôn. Là ngủ đến mấy giờ bà dậy? Cởi chừng tiếng sau. Một tiếng sau là bà thức. Vậy cái bà lụt túi áo nọ mất tiêu rồi. Tiêu hết rồi. Tới nay là còn giật mình, nó nói trời ơi, cậu xin cho mình giờ tiêu hết rồi. Trời ơi. Nó nói cậu thương nha, chứ không phải phan con xin tiền vào ăn. Con biết mà, con biết mà. Tại con có bị có gặp mấy cái trường hợp này mấy lần rồi. Mấy bây giờ gần chết rồi còn tiền nhiều làm gì. Dạ. Thấy không, 5-3 triệu quả. Ý là muốn là có tí chút để dành cho bà, để bà chứ sao?
có tiền mua thuốc mua men hoặc ăn uống. Mà sao bà thắc mắc cái cậu đó không ấy không? Cậu nào với bà? Cái cậu kêu số điện thoại. Cậu gọi số điện thoại hả? Ừ, là con trai gọi thoại. À? Cái đàn ông. Nói đàn ông gọi để xin địa chỉ. Rồi tôi mới nói vậy không có xin gọi hỏi mình vậy đó. Dạ. Cái nói cho bà, tôi nói cho con kinh, nó nói mẹ con. Có người mà xin nói là mẹ nó xin. Nói cậu cho cái kinh đó. Rồi tôi nói cậu có cho cái kinh, nó nói đâu mẹ con á. Cái cậu nói vậy đó. Vậy là nó nói xạo rồi. Đó. Rồi nó đi phát tiền ở Lộc Ninh á. Để chào bà, nói vậy nữa. Còn nay bà tháng có thấy gì đâu. Vậy là mấy tháng nay rồi? Mấy tháng nay rồi, còn cái bà mới nói đâu chừng ngày vài bữa hả? Bà lại. Cậu kêu điện thoại bà vài bữa hả? Bà lại á. Dạ, kêu gọi điện, nói chung là gọi điện hỏi đi, chỉ được vài hôm là cái bà đó bà tới. Vài bữa bà tới liền. Dạ. Cái chân bà nay nhìn sưng quá bà. Nó sưng không dữ lắm, nay mới sợp á. Dạ. Rồi chích thuốc 700 ngàn. Cậu. Dạ. Chích thuốc 700 ngàn, cái ống đồ chích rồi còn á. Dạ, dạ. Bác sĩ tới nhà, tới nhà chích. Ơi, buồn quá ơi, bà ơi. Đang thường nghe buồn á ha. Nghe buồn quá. Thiệt bà mất về bà giật mình. Tự nhiên nó vào nó để dành được tí nó vào nó lấy mất. Thôi, bây giờ bà thất kinh rồi, ngoài bà giấu. Dạ. Nói chung là tại bà đây mình ở một mình nhá. Và cái người xấu họ nói là mình sao mình tin người quá đúng không? Bà nay không biết nào là tiếng gì á nữa bà mới nói. Nay ở giữa ha. Dạ. Không dám làm việc nha. Nó đi theo nha, nó đi theo một ông cụ ở dưới Vĩnh Long này. Rồi nó đi theo một bà dưới Sóc Trăng này, nó cũng vào nó lừa, nó nói là bảo là anh của con, chị của con, hoặc là nó là người thân của con. Rồi có nó đi theo cả những người khác đó chứ không phải riêng của con không. Thế, có người bị nó lấy hết 17 triệu đó bạn. Vậy không? Dạ. Quá trời lắm. Bởi vì bà có ít chứ con nhiều chết á. Dạ. Mà để đi từ Vũ thiệt. Cái từ Vũ nói còn nghe tiền bỏ túi nó móc. Dạ. Mình nó vàng mình để vô. Phải có người đi cùng hoặc là sao? Nó ruộng. Chứ sao? Bọn này nó mất là ba giật mình luôn á. Thôi hết thương à. Cái đời là gần chết rồi còn bị ăn cướp nha. Rồi bà coi như là nó lấy cái nó lấy của mình rồi, coi như nó chịu cái họa thay cho mình. Như ta bà sao mà vậy mà nó lấy bà quỵ luôn. Dạ. Chết nó lấy cái bà mệt luôn hả? Các bà buồn quá hả? Buồn quá quỵ luôn cái lưng giờ. Vậy là nó xoa dầu là bà ngủ một tiếng rồi. Tha dầu, hai người nó đi mất tiêu luôn. Dạ, nó đi mất tiêu luôn. Rồi bà mới bận áo vô, nó cởi áo luôn. Nói vậy cậu biết. Có mà bà mới nói nha, không cùng ai lại cho hai người nước à. Dạ, dạ. Tôi mới nói cậu. Nói hôm nay anh Tí không lại cho bà hỏi gì nữa. Dạ. Bà không có. Lúc nào thấy cậu cũng trẻ, tôi thấy thương vui vẻ. Dạ. Tại có một cái cô này này, cô là cô Đoàn Huỳnh, cô ở bên Mỹ á, cô gửi cho bà 2 triệu. Rồi bác cô nói là bảo là nếu có dịp thì lấy số điện thoại của bà cho cô á, để cô gọi điện nói chuyện. Có số điện thoại gì? Dạ, dạ, để tí con lấy cái số điện thoại của bà con gửi cho cô á ha. Con về ra trong giỏ sách á. Dạ, dạ. Hôm nay con xuống á là có hai cô gửi tiền cho bà, được 3 triệu. Một là cô Đoàn Huỳnh ở bên Mỹ, hai là một cô là cô... Cô Đoàn Huỳnh á? Dạ, cô Đoàn Huỳnh. Mấy một cô ở bên cho con xem cái. Trời ơi, đừng nhiều cầu quá, đừng nó mất tôi hết thôi. Con mang xuống để cho bà. Điều tôi cũng dám nói ai nói họ đừng mình có tiền nhiều quá nó không có. Dạ. Này là nói giống như nó đi theo mình để nó quan tài mình còn ngưỡng nợ mình mua đây. Dạ. Bà cụ đó không có tiền rồi, nó còn rình nó lấy. Lấy vô nó kêu mở cửa thăm bệnh. Dạ. Nó đụng cái vợ anh trước nó giục mà bà đâu có biết. Dạ. Tới chừng ra tỉnh lại ra thấy cái vợ giục đất á. Dạ. Bị vô lại lấy hết rồi nó ra. Cái là cậu là còn nay má bà nó chờ cây thâu bằng nó nữa. Dạ. Sao không biết nữa. Có nghĩa là nó biết là con nói chuyện gì với bà là nó biết hết mà. Bởi vì là con quay con đường đăng lên đây này. Dạ. Con đăng lên á. Rồi con chờ bạn mang ơn bạn ấy thuốc hay nào lấy số điện thoại gần bên gia sách này nè. Mà sao ông không có số điện thoại và bà không ông nào cũng
cái ông kêu bà nãy giờ bà nói đó. Ủa con có đọc số điện thoại của bà không ta? Con cậu hôm nay có đọc mà. Lâu rồi đúng không nhỉ? Ừ, có đọc. Con có đọc số của bà. Ừ. Chắc là bữa nay con đi chia sẻ các hoàn cảnh của ông bà cụ, con không cho địa chỉ cũng như không cho số điện thoại nữa. Ừ. Bởi vì sợ rất nguy hiểm mà. Rồi không nói cho người ta biết. Ừ. Ví dụ ai mà gọi điện cho con không nói địa chỉ ở đâu hết. Ừ, để tránh cái trường hợp mà nó đi theo, để nó lợi dụng, nó lừa gạt. Đó, đó. Dạ. Không nói. Có đem nước, không lấy nước uống mà. Dạ thôi, con có nước rồi bà.